Rồi xin chào cô chú anh chị, tiếp tục quay trở lại với kênh Livestream Trung Lê. Trong buổi chiều hôm nay em sẽ quay nhanh giao lưu mình là một lô sứ 4 cây nha anh chị. Thì 4 cây sứ này anh chị đều là sứ ghim ha, cây ghim chiếc nhánh. Đây, những cây ghim chiếc nhánh như thế này. Nó cây của mình á thì đang nằm ở chậu C7 nha anh chị. Nằm ở chậu C7 ha. Thì em ghép 4 cây vô 4 mặt qua đều là qua cánh kép cho mình hết nha anh chị. Chiều cao của những cây này á thì nó tầm khoảng là trên 45 cm ha. Đó, trên 45 cm, nó dao động từ khoảng là 45 đến 50 cm nha anh chị. Nó có 4 cây này. Thì giá của 4 cây này á, là giá 270. Giá 270 bên em sẽ bao ship cho anh chị mình luôn. Đó, mình không có tốn thêm phí ship nữa nha anh chị. Trên 4 cây ha. Hàng này á thì bên em sẽ gửi nguyên chậu cho mình. Đó, gửi nguyên chậu nha anh chị. Cây nằm ở chậu C7 nha anh chị. Rồi, đây mình xem tổng thể 4 cái cây ha. Rồi, đầu tiên là một cây tấn hỷ nha anh chị. Đây, cây tấn hỷ. Lô này em giao lưu mình giá rất là rẻ nha anh chị. Giá rẻ mình dọn vàng bớt ha. Đây cây tấn hỷ của mình. Đó, cây cúc thân đẹp như thế này nè anh chị. Lên nhiều nhánh nha, lên 5 nhánh luôn. Cây này chiều cao nó chắc khoảng tầm khoảng 50 luôn nha anh chị. Nó tấn hỷ màu đỏ. Màu đỏ gan đỏ nha anh chị. Qua của nó là qua cánh kép. Rồi, thứ hai là một cây giống qua. Đây, cây này hai thân ha. Đó, thứ hai là một cây giống qua Sita 1. Cây này giống qua Sita 1 nha anh chị. Qua của nó sẽ ra trắng đỏ giống như trên ảnh luôn. Nó tên qua là Sita 1 nha. Đó, chiều cao thì cũng tầm khoảng là 45 cm. Rồi thứ ba là một cây hồng ngọc nha chị. Cái hồng ngọc này á thì nó sẽ gên cái qua là qua cánh kép 3 lớp luôn, màu hồng cánh sen. Nó hồng cánh sen hồng đậm nha chị. Chiều cao thì tầm khoảng là gần 50 ha. Đó, hồng ngọc. Rồi thứ tư là một cây tiết kiều nha chị. Cây tiết kiều này thì chiều cao cũng khoảng 48 luôn. Nó tiết kiều. Đó, cái màu trắng vàng nha, màu trắng nó nằm giữa màu trắng vàng, màu qua giống trên ảnh nha chị, qua thực tế luôn nha. Em chụp là chụp qua thực tế nha chị. Rồi, đây, mình xem lại cái lô này ha. Lô này em ký hiệu là lô số 15 nha chị. Không có đem cây viết ở đây nên không có ghi ha. Cái này để em ghi sau nha. Lô số 15, anh chị mình yêu thích lô này á thì mình cứ liên hệ ha. Mình nói mã số lô là mã số 15 giùm em. Giá là 270 trên 4 cây bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó, anh chị mình yêu thích lô hàng này á thì mình cứ liên hệ trực tiếp. Số điện thoại là 070 27 27 998. Rồi, những anh chị mình lần đầu tiên xem kênh á thì mình nhớ nhấn đăng ký ủng hộ kênh nha anh chị. Khi mà bên em lên clip á thì hệ thống bên YouTube nó sẽ tự động thông báo cho mình. Đó, mình có thời gian thì mình vô xem mình lựa cây nha anh chị. Thì những lô combo như thế này anh chị là đăng sau thì giao đúng như gian vậy anh chị. Đó, thì ngoài ra thì nó có đăng cây lẻ nữa. Cây lẻ thì mình chọn từng cây. Đó, mình chọn từ cây nha anh chị. Thì cây cỡ cây nó khác, với giá nó cũng khác nha anh chị. Còn hàng combo á thì bên em sẽ đăng nguyên cái lô á, nguyên lô thì bên em thường thường sẽ bao ship cho mình hết luôn. Nói chung là hàng combo thường thường bên em sẽ bao ship hết. Đó, thì đăng cây nào thì giao cây đó thôi. Đó. Rồi, những combo như thế này thì giá rất là rẻ nha anh chị, rất là dễ chơi luôn. Rồi em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.